Xin chào các bạn, tôi là Thiên Hương, đại diện của tạp chí Harper's Bazaar, tạp chí về thời trang tại Việt Nam. Và hôm nay tôi đang rất là hào hứng để đến buổi premiere phim Gái già lắm chiêu tập 2. Và được biết rằng là nhân vật chính của bộ phim là Ninh Dương Lan Ngọc. Lan Ngọc là một cô gái mà tôi rất là yêu quý, và Lan Ngọc đã từng xuất hiện rất là nhiều trong những bộ cánh thời trang trên tạp chí của chúng tôi. Và vì thế bây giờ Lan Ngọc lại xuất hiện rất là thời trang, một nhân vật rất là biết cách sử dụng cái quyền lực sắc đẹp và sức mạnh của mình để chinh phục những anh chàng phi công trẻ trung. Chủ đề này chắc là hot lắm đây. Và lại biết là trong bộ phim này bạn sẽ mặc những bộ đồ của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam như là Đỗ Mạnh Cường hay là Lâm Giang Khang. Thì đây là những cái nhà thiết kế Việt Nam mà trước giờ chưa bao giờ để cho trang phục của mình xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Và vì thế tôi hết sức là tò mò, và sắp đến giờ chiếu phim rồi, cho phép tôi vào rạp nhé. Cảm ơn các bạn. Nếu như các bạn là người yêu giải trí, các bạn là những người yêu thời trang Việt Nam, thì mùa Giáng sinh này xin mời các bạn đến rạp chiếu phim, hãy ủng hộ cho phim Việt Nam của chúng ta, và hãy nhìn xem các diễn viên điện ảnh của chúng ta xuất sắc như thế nào trong những trang phục rất thời trang trong mùa Giáng sinh này. Cảm ơn các bạn.